Ông nội ơi, ông nội bỏ cháu mà sao đi thật rồi. Từ bây giờ cháu không có còn nhìn thấy ông nội nữa. Nội ơi, xin nội hãy thứ tội cho con. Hay tin nội bệnh nặng mà con chưa kịp về thăm nội. Nay con trở về nội nó nhắm mắt quy tiên để lại trao thơ với bao nỗi nhớ thương. Kể từ đây cháu phải đành ca mất nội. Ông nội ơi, con quỳ trước cổ mà cõi lòng con tan nát. Con muốn nói lên ai tiếng từ lý sao nói chẳng nên lời. Nội ơi, quỳ trước cổ áo quan mà suối lệ thon dài. Nội ơi, thở gấu thơ cái cháu còn trong tuổi bạc bẻ, nội chăm sóc dắt dìu từng bước con đi. Mà đến giờ này ông để cho con cái góc cạnh tự ly, ông nằm đó con đây mà đôi đàn vĩnh biệt. Ông đã qua đời sao cơn bệnh nặng bỏ lại cháu cơ tôi đền đáp được. Nay nội đã nhắm mắt quy tiên, xin nội anh nhận cái cháu ba lại này gọi là đền ơn đáp nghĩa. Nội ơi, con biết làm sao cho nội hiền sống lại. Nội ơi, ngôi nhà này kể từ đây u buồn quạnh quẻ. Tôi lên mong gì gặp mặt nội nữa rồi nội ơi. Ông ơi, cứ mỗi lần mà ông đi đâu về muộn là ở nhà bà đợi cháu trông. Con chuyến đi này là ngàn cố vĩnh biệt, ông có về nữa đâu để bà đợi cháu chờ. Nhà mình ấm áp lắm, sao nội không ngờ. Nội ơi, hỡi cao xanh, ông phải xa chi ngàn trái ngàn chia cách thăm tình nghĩa ông trao mình. Oh, no.